bá đạo của con sen để không cho mèo chui ra ngoài đường. Chắc hẳn ai nuôi chó mèo cũng đều đã từng trải qua cảm giác lo lắng, không biết làm sao để cho bé chó, bé mèo của mình không chui ra khỏi cửa nữa nhỉ? Một phần vì sợ xe cộ nguy hiểm, một phần nữa lo sợ ngày nay tình trạng trộm cắp thú cưng đang diễn ra khá phổ biến. Trộm thì có thể xin chuột ở các tiệm bán chó, chứ ai thấy chó mèo xinh xinh lén bắt về nuôi thì khỏi màng tìm thấy lại luôn. Và thế là bộ não 2000 IQ của cô nàng này đã được phát huy. Này thì trốn chui ra khỏi cổng lúc nửa đêm này, chỉ với một chiếc gậy treo trên cổ, vừa nhẹ vừa hiệu quả. Có chui kiểu gì cũng không thể chui qua cửa sắt có khe hở hay hàng rào, dù lỗ to nhỏ cỡ nào đi chăng nữa. Như này thì có thánh mới lén đi được. Sau khi bị đeo chiếc vòng kim cô này thì đến chú mèo cũng chả hiểu tại sao mình chui qua rồi mà cứ kẹt lại mãi. Đầu xuôi mà đuôi không lọt, thiệt là ức chế quá mà. Đúng là người Việt Nam chúng ta luôn có những phương án bá đạo, nhưng cách này không hiệu quả đối với những bé mèo có khả năng nhảy cao đâu nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.